Thưa quý vị có thấy là Cali rất là đặc biệt vì có một loài hoa nở rực rỡ vào mùa hè, đó là hoa jacaranda. Chúng ta thường thấy những hàng cây jacaranda với những chùm hoa xanh ngắt ở miền Nam Cali. Dù màu hoa không có giống như là hoa phượng đỏ mà chúng ta thường thấy khi hè về ở quê nhà, nhưng nó cũng nhắc nhở cho chúng ta về những chùm hoa của tuổi học trò mỗi độ hè về. Có lẽ vì những cảm xúc đó mà nhạc sĩ Cao Minh Hưng đã viết lên bản tình ca theo thể điệu tango dành cho loài hoa jacaranda này mà anh đặt tên là Phượng Tím. Bây giờ Hồng Vân mời quý vị chào đón chính tác giả sẽ gửi đến chúng ta nhạc phẩm này qua phần vũ diễn của các em trong nhóm Queen Tài Năng Trẻ của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ sau đây. Hôm nào hè đến bên cổng trường, nhìn hoa nở tím hồn vẫn vương. Nơi đây không có màu phương thắm, xin gọi hoa này phương tím thương. Phương thắm ngày xưa giờ ở đâu? Xa em man mác nơi ưu sầu. Nhạc hoa phương tím tìm bỗng cũ, ngày về gặp lại chắc còn lâu. Bé ơi nhớ em anh muốn gửi chiều hoa phương tím đến phương trời, nơi em vẫn đợi bao ngày tháng. Phương buồn hoa nào rơi, hôm nay hè đến bên giảng đường, nhạc hoa phương tím tặng bé thương. Hôm nay em đến người yêu dấu, xin tặng hoa này phương tím thương. Đến tôi vẫn thương nhặt hoa đó thắm lòng nhớ thương. Em ơi ba tháng hè xa cánh, anh gọi hoa này phương khó thương. Phương thắm còn đây giờ anh đâu, anh đi em gửi chu về sầu. Nơi xa nếu nhớ ngày tháng cũ, vẻ sầu đêm nhạc bớt buồn lâu. Bé ơi nhớ em anh muốn gửi chiều hoa phương tím đến phương trời, nơi em vẫn đợi bao ngày tháng. Bên góc phương buồn hoa nào rơi, hôm nay hè đến bên giảng đường, nhạc hoa phương tím tặng bé thương. Hôm nay em đến người yêu dấu, xin tặng hoa này phương tím thương. Thăm ngày xưa giờ lặng sâu, bên em tư giá chưa vẻ sầu. Giờ đây nếu nhớ ngày tháng cũ, anh đàn em hát phương tím ơi. Giờ đây nếu nhớ ngày tháng cũ, anh đàn
đàn em hát phương tím ơi. Giờ đây nếu nhớ ngày tháng cũ, anh đàn em hát phương tím ơi. Thưa quý vị và các bạn, nói về những mối tình thời áo trắng thì có thể nói là nó diễn ra ở rất nhiều thời điểm và khung cảnh cũng như là không gian khác nhau. Nhưng vẫn có chung một điều là cho dù là một chuyện tình trải qua rất lâu trong quá khứ đi chăng nữa, nhưng vẫn cũng là một kỷ niệm đẹp nhất của đời người mà chúng ta sẽ không bao giờ quên được. Và những cung bậc cảm xúc ngọt ngào ấy một lần nữa sẽ được thể hiện qua ca khúc Đừng Anh Nhé của tác giả Thế Hiền, qua giọng ca ngọt ngào truyền cảm của nữ ca sĩ Ly Sa Trần sau đây.
anh nhé. Đừng nói yêu em làm gì. Đừng, đừng anh nhé. Đừng nói yêu em làm gì. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nghệ sĩ với cung đàn trong những giây phút vừa qua. Xin cảm ơn chị Hồng Vân cùng Cao Minh Hưng điều khiển chương trình, cũng như cảm ơn các anh trong kỹ thuật như là anh Đắc Đinh, anh Phạm Hoàng đã bỏ rất nhiều thời gian công sức để thâu hình cũng như là edit cho chương trình này. Chúng tôi cũng mong rằng quý vị có những ý kiến đóng góp cho chương trình cho các anh chị em nghệ sĩ cũng có thể liên lạc với Cao Minh Hưng qua số điện thoại 714-403-9315. Mong rằng những tiếng hát lời ca này sẽ gửi đến quý vị sự an bình trong cái mùa dịch bệnh COVID-19 này. Một lần chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị và xin kính hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.